Ừ, sao ngày xưa đội tuyển top 2 Việt Nam lại mời con lắm mồm này là huấn luyện viên? Đâu? Tuyển top 2 nào? Từ cái lúc mà nó bị kích thì mới top 2. Chứ còn cái lúc mà nó gọi là được mời cái top nào đâu? Top 2 đâu? Quê, vô địch Creator Nhật Bản đó chú, dẫn hoài. Rồi mày có đi Nhật Bản không? Học con nhạc con online. Con mà đi. Reaction mà.